Alo, đây phải số của anh Nam Blue không ạ? Phải. À, ôi anh Nam ơi, em hâm mộ anh lắm. Anh làm clip hay lắm. À, em có cái ác, anh lấy anh làm clip hộ em được không ạ? Clip gì? Clip trận chiến zombie ạ. Ừ. Vâng, anh ơi, ác em có dìu gôn này, có dead choy này. Anh có làm được không ạ? Được. Ác em có cả M4A1 VIP nữa. Anh làm cận chiến khẩu súng ý được cho em không ạ? Được, ok. Vâng à, cơ mà anh ơi, cái khẩu mà M4A1 VIP ấy, khẩu ý có cận chiến được đâu mà làm. Anh có em làm cận chiến đi. Bắn bắn thôi. Dạ. Ừ. Khẩu ý có làm cận chiến được đâu anh? Khỏi, bây giờ không cận chiến được nhưng mà đi bắn được không? Ác em không có dao titan, ác em chỉ có kiếm laser 7 màu với lại rìu gôn thôi ạ. Ừ. Dạ. Dead choy á. Có hai khẩu dead choy anh ạ, có được không? Ok. Dạ. Dạ. Ok. Nhưng sao anh đăng lên cái trang nào anh đăng lên trang truy kích được không anh? Đăng lên YouTube nha. Đăng lên YouTube của truy kích anh nhá. Ok. Vâng. Nhớ là gửi tặng cho em nhá. Ok. Vâng, em là Hà Lào anh ạ. Lúc nào mà anh đăng lên thì nhớ ghi rõ là gửi tặng Hà Lào anh nhá. Hà Lào à? Không. Ok. Em là Hà Lào, không phải thằng nào. Ok. Dạ. Ok. Vâng. Thế anh có lấy app luôn không hay là để em nhắn tin qua Face cho anh? À, qua điện thoại được. Qua điện thoại ạ? À? À, tài khoản là NamBlue1102. Ê. Anh ghi lại chưa ạ? Anh ghi ra giấy cho nó chắc anh ạ. Ờ, ok. NamBlue1103. Rồi. Vâng. Mật khẩu là Nokia iPhone Samsung S66S anh ạ. Ok, đọc qua lại nhé. Vâng. Ok. Anh đọc lại đi ạ. Blue ID gì đó. Anh sao lại gì?